Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Hùng đến tham quan một căn nhà phố ngang 4m2, sâu vào 18m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Một căn nhà phố tân cổ điển, thiết kế rất đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng. Và căn nhà ngày hôm nay của chúng ta đang có hướng chính bắc, tọa lạc trên trục chính Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Hành Thông Tây, kề bên siêu thị MX2 nha quý vị. Từ căn nhà di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút. Căn nhà này đang được chủ nhà rao bán với mức giá chỉ hơn 9 tỷ một tí thôi. Thiết kế đẹp, sổ hồng riêng, một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Tọa lạc trong một khu phố đồng bộ, đường trước nhà tới 10m, khu nhà lầu an ninh ổn định, thuộc trục chính đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Một khu phố đường xe hơi chạy thoải mái và dễ dàng, thuận tiện ở mướn phòng công ty và cho thuê. Và căn nhà ngày hôm nay của chúng ta thì xây theo mẫu tân cổ điển, rất đẹp, rất sang luôn nha mọi người. Một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Nhà thì sẽ có sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giảm thờ và sân thượng trước sau. Nhà thiết kế theo mẫu tân cổ điển, có hệ thống camera quan sát từ trên xuống dưới và thiết kế rất đẹp, rất sang luôn quý vị ạ. Ở đây thì quý vị sẽ có lớp cửa cổng bên ngoài, lớp cửa cổng 4 cánh cửa sắt, một khoảng sân 2m đậu xe máy này. Bên trong là một lớp cửa nhôm Sinfa. Chúng ta để ý thấy ở đây thì có mái vòm bên trên và được sơn phun cát bên ngoài mặt tiền rất đẹp nha. Lớp cửa nhôm này rất là cao và có những ánh đèn chiếu sáng rất là lung linh. Nhà mình có 3 lớp cửa cún, lớp cửa nhôm và lớp cửa cổng. Di chuyển vào trong đây sẽ là gara đổ xe hơi. Quý vị sẽ đổ vừa xe hơi 4 đến 7 chỗ. Khu vực này thì dài tầm 7m, quý vị đổ vừa xe hơi 4 đến 7 chỗ, dưới nền ốp gạch 80 và có điểm gạch trang trí 20 tường gỗ ốp nhựa trang trí kết hợp với kính caro. Bên trên có đèn thả, đèn pha lê xuống rất là đẹp, kết hợp với tranh trang trí này. Căn nhà này thì vô cùng đẹp, vô cùng sang trọng và cực kỳ đẳng cấp nha quý vị. Chủ nhà đang rao bán với mức thanh khoản vô cùng thấp, chỉ có 9 tỷ 400 triệu đồng và còn thương lượng thêm. Quý chị, cô bác, cô chú chúng ta quan tâm căn Villa Mini ngang 4m2 sâu vào 18m này, hãy alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918178667. Di chuyển vào đây thì quý vị sẽ có cầu thang ở dưới nhà với tay vịn gỗ đỏ lan can, kính cường lực, mặt đá hoa cương kết hợp với tủ rượu rộng lên cao, đóng lên cao phun trần. Một không gian phòng bếp đẹp với bàn ăn 6 ghế, tủ bếp trên dưới, khu vực để bếp âm, bồn rửa chén bát, khu vực để tủ lạnh 2 cánh và tủ bếp trên dưới thì đóng phun trần. Bên trên có đèn trần, đèn thả rất là lung linh. Sau nhà thì quý vị sẽ có sân sau giếng trời và phòng vệ sinh ở cuối này. Giếng trời phía sau rất là rộng, lên tới 3m2, được ốp gạch trang trí, có đèn led, đèn trần rất là rộng và thoáng, lấy gió toàn bộ không gian kiến trúc ở các phòng phía sau căn nhà. Và không gian vệ sinh tầng trệt bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen và gương soi. Ngang 4m2, độ dài lên tới 18m, sổ hồng riêng, đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm, một mẫu nhà tân cổ điển rất đẹp, rất sang, đang được chính chủ rao bán với mức giá 9 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng. Quý anh chị, cô bác, cô chú chúng ta quan tâm căn nhà này thì hãy alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918178667 để chúng ta đến tham quan và sở hữu nhé. Và di chuyển theo cầu thang đi lên thì chúng ta sẽ cùng em đến với không gian tầng lửng, phòng tiếp khách của căn nhà. Căn nhà này đang có hướng chính là hướng bắc nha mọi người. Không gian phòng tiếp khách này nằm trên tầng lửng của căn nhà này. Phòng tiếp khách sẽ có sàn ốp gạch giá gỗ, sofa, khu vực gắn máy lạnh, tủ kệ tivi, chạy trang trí. Bên trên có trần ốp kính caro, có đèn led, đèn chiếu sáng rất là lung linh và phòng khách có luôn vệ sinh luôn và có cửa ra khu vực giếng trời rất là đẹp. Phòng khách thì chúng ta sẽ có vệ sinh này, nhà mình có tổng cộng là 6 phòng vệ sinh nha. Căn nhà phố tân cổ điển rất đẹp quý vị ơi. Ngang 4m2, sâu vào lên tới 18m, một trệt, một lửng và 3 tầng lầu, thiết kế lối kiến trúc tân cổ điển hầm hố, mới nhất năm 2024. Đặc biệt căn nhà chính chủ xây ở, tọa lạc trong một khu phố rất là an ninh và ổn định. Nhà còn mới cứng và thiết kế thì đẹp tuyệt vời luôn. Quý vị mua căn nhà này thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi, hoặc là quý vị có thể sơn lại vào ở cũng tuyệt vời. Phòng ngủ thì sẽ có giường ngủ 2m2, chăn ga gối, chưa có chăn ga gối đệm, có tủ áo, tủ kệ tivi, có cửa sổ và cửa ra ban công với lan can lục bình bên ngoài và ban công m2, có đèn led, đèn chiếu sáng rất đẹp bên ngoài ban công, gương soi, bàn trang điểm, khu vực gắn máy lạnh, sàn phòng ngủ ốp gạch 80 và tất cả các phòng ngủ đều có vệ sinh trong. Chúng ta đang đến với không gian này. Phòng ngủ số 1, phòng vệ sinh này, với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, vòi tắm sen thuyền, gương soi và đèn led. Qua phía sau sẽ là không gian phòng ngủ số 2, ngang 4m2, sâu vào 18m, xây dựng 4m2, 16m, nên là phòng ốc và cách thiết kế bên trong của căn nhà phải nói là rộng rãi và đẹp tuyệt vời luôn. Tất cả các phòng đều có vệ sinh trong rất là rộng, cửa sổ ra khu vực giếng trời và tủ áo đóng phun trần, tủ kệ tivi,
giường ngủ 2m2. Tủ áo, bàn trang điểm đầy đủ hết. Và lên trên sẽ là không gian của phòng số 3 và số 4 này. Căn nhà phố ngày hôm nay đang tọa lạc trong khu phố Đồng Bộ 50 căn, thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu, ngay sát ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, kề bên siêu thị MX2, thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đang được chủ nhà rao bán với mức giá mềm 9 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng để lại nội thất bên trong căn nhà. Đây là không gian của phòng ngủ số 3. Phòng này thì có cửa sổ và cửa ra ban công, có màn rèm, có tủ áo, có tủ kệ tivi, có khu vực gắn máy lạnh và chưa có giường ngủ nha. Sàn vẫn ốp gạch 80, hai bên tường có dán giấy treo tranh, bên trên có trần thạch cao với đèn led đèn trần rất đẹp. Và đây sẽ là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 3. Phòng vệ sinh thì có cửa sổ ra khu vực giếng trời ở dưới nhà, có vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen và bồn cầu, lavabo rửa mặt Toto. Qua đây sẽ là không gian của phòng số 4 này. Phòng số 4 thì cũng vậy nhá, cũng được trang trí dán tường, khu vực gắn máy lạnh, tủ áo đóng phun trần, tủ kệ tivi, tủ kệ để đồ. Và cửa phòng ngủ thì được làm bằng cửa gỗ đỏ, có cửa sổ ra giếng trời và cũng có vệ sinh trong. Nhà xây mới sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và chủ nhà đang rao bán với mức thanh khoản rất là tốt cho một căn nhà quá đẹp, quá sang, chỉ có 9 tỷ 400 triệu đồng thôi. Một căn nhà phố nằm trong khu phân lô nhà lầu Đồng Bộ, đường trước nhà tới 10m, hướng chính bắc, hợp cho quý anh chị cô chú chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và chúng ta đang tiến lên không gian lầu trên cùng. Chúng ta sẽ đến với không gian phòng giặt đồ, phòng thờ và sân thượng trước sau. Quý vị đang tiến lên không gian của phòng giặt nhé. Đây là khu vực sân phơi phía sau này, được chủ nhà rào chắn và lợp mái xung quanh rồi. Có cầu thang leo lên trên mái để thăm bồn nước và năng lượng mặt trời. Ở trên này thì đổ máy đúc. Và ra phía trước sẽ là không gian sân thượng trước, với không gian phòng thờ rộng và sân thượng trước của căn nhà. Đây là không gian phòng thờ này quý anh chị. Và cuối cùng sẽ là không gian của sân thượng trước. Ngang 4m2, độ dài lên tới 18m, chính chủ xây ở hướng chính bắc, tọa lạc trong khu nhà lầu rất đẹp, rất sang. Đầy đủ hệ thống camera quan sát từ trên xuống dưới. Một khu nhà lầu an ninh, điện âm, nước âm, cách mặt tiền đường chính, đường lớn khoảng tầm 50m thôi. Thuận tiện ở mướn phòng công ty và cho thuê. Quý vị có chú quan tâm đến căn nhà ngang 4m2 sâu vào 18m hướng chính bắc với tầm tài chính hơn 9T này, alo cho em Hùng để được tư vấn và đi tham quan căn nhà. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.